Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý cô tuổi giáp tý, sinh năm 1984. Chúc các quý cô bước sang năm quý mão 2023, được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi của mình, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như, tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi giáp tý sinh năm 1984, nữ mạng. Năm quý mão 2023, quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, là 40 tuổi âm lịch, và 39 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, giáp gặp quý bình thường, công việc làm ăn dần ổn định, cuộc sống không quá nhiều sóng gió như trước. Xét về địa chi, tý gặp mão lục hình, vừa tốt lại vừa xấu. Điều này ám chỉ công việc làm ăn có sự mở mang thêm nhưng khá vất vả, hao tổn nhiều công sức. Xét về ngũ hành quý cô tuổi Giáp Tý mệnh Hải Trung Kim, gặp năm Quý Mão, Kim Bạch Kim Bình Hòa. Vận khí vượng, dễ gặp hung hóa cát, nỗ lực hết mình ắt được đền đáp xứng đáng. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm Quý Mão này đối với quý cô tuổi Giáp Tý có vận khí Hung Cát Đan Sen, cẩn thận phải lao lực vất vả khi tính chuyện mở rộng làm ăn, công sức cũng hao tổn nhiều hơn nhưng mọi thứ chỉ cần nỗ lực và bền trí ắt sẽ thu được thành quả sức khỏe không tốt sao chiếu mệnh sao thái âm có cơ hội bội thu về tài lộc cụ thể nữ mệnh gặp hạn này thường phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp danh lợi lưỡng toàn hơn nữa sao thái âm là sao bất động sản nên những việc như mua bán bất động sản sửa chữa tu sửa xây dựng nhà cửa đều cắt lợi vận hạn hạn tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp hay các bệnh về xương khớp. Quý cô tuổi giáp tý năm 2023 gặp vận niên, cầu cuồng phong. Là hình tượng chó bị gió độc, xấu. Báo hiệu một năm tài lộc không mấy khả quan, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn, ít gặp may mắn, nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo, kiên cường chờ thời cơ thì quý cô vẫn chuyển bại thành thắng. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Giáp Tý có vận trình sự nghiệp Hung cát Đan sen là một năm có tốt có xấu. May mắn quý cô có được sao Thái Âm cát tinh trợ mệnh, nếu như cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Mặt khác cho thấy quý cô tuổi Giáp Tý là người năng động, tháo vát, nếu như luôn thể hiện thái độ nghiêm túc chăm chỉ trong công việc với tài ăn nói quý cô cũng dễ dàng gây được thiện cảm với cấp trên và đồng nghiệp điều này cũng sẽ thúc đẩy sự nghiệp tăng tiến tuy nhiên trong năm này quý cô tuổi giáp tý đang phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu điều này sẽ gây ra sự nóng nảy cá tính mạnh mẽ bộc phát ý chí không kiên định dễ thay đổi làm việc thiếu tập trung hay quên dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên cũng gây ra nhiều bất lợi công việc trong năm này đối với quý cô tuổi giáp ký nên tập trung phát huy thế mạnh của mình nhẫn nhịn chăm chỉ hơn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc dễ được trọng dụng cơ hội cũng sẽ đến kèm theo đó là không ít khó khăn thách thức ở phía trước nhưng quý cô cần can đảm lên dũng cảm đối mặt sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình tử vi cho thấy quý cô tuổi giáp tý cũng sẽ có được sự may mắn trong công việc cho nên cần phải cố gắng nỗ lực hết mình để có được vị trí tốt hơn ở tại công ty cơ quan nơi làm việc vận trình trong năm có tốt có xấu quý cô nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân đặc biệt là trong sự nghiệp ngoài sự chăm chỉ làm việc thì nên cẩn thận các giấy tờ điều khoản hợp đồng chú ý đến lời nói và hành động của mình để sớm gặt hái được thành công Đặc biệt, trong năm 2023, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi giáp tý hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tý thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cắt, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, trong năm quý mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 có tài vận ở mức trung bình. Tin năm này gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi thì vận số không có điểm báo nào ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc. Vận tài lộc của quý cô tuổi Giáp Tý về cơ bản cũng có tiến triển, dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, dễ phải chi tiêu cho những việc phát sinh ngoài ý muốn sao thái âm là các tinh trợ mệnh giúp cho sự nghiệp của quý cô có được sự ổn định và có dấu hiệu tăng tiến nguồn thu nhập của quý cô trong năm này chủ yếu là thông qua công việc chính công việc bên ngoài hay ngành nghề tay trái cũng cho thu nhập nhưng không nhiều với người làm công ăn lương công việc tiến triển thuận lợi kèm theo đó là thu nhập khá ổn định người làm kinh doanh buôn bán trải qua một năm tương đối vất vả quý cô chưa phát huy được các kênh bán hàng kể cả xu hướng sản phẩm và nhu cầu của khách hàng hàng hóa bán không đền từ đó nguồn thu nhập tuy có thu nhưng không ổn định trong khi đó nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống gia tăng do trượt giá thị trường cũng sẽ ảnh hưởng tới tình hình tài chính của mình quý cô tuổi giáp tý trong năm này cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm hơn hạn chế ăn chơi trưng diện mua sắm những thứ không cần thiết hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi du lịch mà gây tổn hao về tài lộc Ngoài ra, quý cô cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này, để hạn chế thất thoát về tiền bạc không đáng có. Về cuối năm vận trình của quý cô có phần khởi sắc hơn, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, nguồn thu cũng không ngừng tăng lên, quý cô cũng cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Xét về vận trình tình cảm của quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, trong năm quý mão 2023 bước sang năm quý mão về phương diện tình cảm gia đạo của quý cô tuổi giáp tý không mấy lạc quan bị ảnh hưởng bởi thiên khốc và giác tú nên tình cảm rất xa sút gia đạo lẫn tình duyên đều u ám dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc có chuyện buồn đưa tới quý cô bản tính hướng ngoại các mối quan hệ xã hội rộng rãi điều này khiến cho người chồng của quý cô có sự ghen tuông nghi kỵ dẫn đến sứt mẻ trong chuyện tình cảm lại thêm trong năm đang gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu sẽ dẫn đến nhiều bất lợi cho tình yêu lứa đôi những người đã có đôi có cặp hoặc mới kết hôn cũng sẽ phát sinh nhiều thị phi, bất hòa, vợ chồng không tôn trọng nhau, dễ dày vò lẫn nhau. Về vấn đề này, quý cô tuổi giáp tý nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, luôn hết mực vun vén cho hạnh phúc hôn nhân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ở độ tuổi trung nên quý cô nên tập trung ổn định mọi thứ sẽ tốt hơn, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, trong năm quý mão 2023. Năm quý mão 2023, quý cô tuổi giáp tý có vận trình sức khỏe cũng không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tang môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn tam kheo, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, mắt tay chân có nguy cơ bị sự cố thị lực suy giảm, xương khớp, tay chân bị thương tích do té ngã, xô sát, và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Tử vi khuyên quý cô tuổi giáp tý trong năm này, cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm, để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến. Trong năm này quý cô cũng có điểm báo gặp họa huyết quang, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại, chú ý khi tham gia giao thông, để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc quý cô tuổi giáp tý cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, quý cô cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chú đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần phật thì sẽ được tổ tiên, thần phật và ơn trên che chở, giúp cho quý cô tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Quý cô tuổi giáp tý trong năm nay, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng không tốt, mão mộc khắc chế kim, lại thêm bệnh phù đả kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, quý cô hay ốm vặt thường xuyên mất ngủ, điều này gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Tử vi tuổi giáp tý sinh năm 1984, nữ mạng, năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? Tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào các năm, dần mão thìn. Như vậy, quý cô tuổi giáp tí sinh năm 1984, phạm hạn tam tai năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý cô, không phạm hoang ốc. Tuổi kim lâu năm 2023, quý cô tuổi giáp tí, không phạm kim lâu. Thái Tuế năm 2023, quý cô tuổi giáp tý, phạm hình Thái Tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, thôi việc, bản thân và người thân sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Trạch tuổi năm 2023, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ giáp tý 1984, trong năm quý mão 2023 là, trạch hư, là một trong năm trạch xấu gồm, trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử và năm 2023, quý cô tuổi giáp tý 1984 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà, hoặc sửa nhà vào năm nay. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, trong năm quý mão 2023. Số của quý cô tuổi giáp tý rất hạp vào những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào, quý cô cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp tý giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp tý. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô tuổi giáp tý. Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023, Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 tức ngày nhâm ngọ tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp tý. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi giáp tý. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi giáp tý sinh năm 1984, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi bính thìn 1976, nam mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi giáp tý là, hải trung kim, gặp mệnh của tuổi bính thìn là, sa trung thổ, tương sinh, rất tốt. Thiên can, giáp gặp bính, bình hòa, tốt. Địa chi, tý gặp thìn, tam hợp, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi giáp tý nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi ất sửu 1985, nam mạng, để sông đất. Trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, cần đặc biệt chú ý tới hạn tam kheo và sao thái âm chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn tam kheo đối với quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984. Tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, Người gặp phải hạn tam kheo, có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiểm khích xảy ra. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn tam kheo, đối với quý cô tuổi giáp tý thứ nhất hạn chế đến những nơi đông người cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc khi có xảy ra chuyện không may cần suy nghĩ kỹ lưỡng không để bị những người khác khiêu khích thứ hai gia chủ nên học cách nhẫn nhịn tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo làm việc chân chính không toan tính điều xấu đặc biệt nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động thứ ba cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết yêu đương Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao Thái Âm, đối với quý cô tuổi Giáp Tý trong năm quý mão 2023. Sao Thái Âm, được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước vận, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao Thái Âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt người được sao thái âm chiếu mạng nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc cụ thể nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình sao thái âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản sửa chữa xây nhà cửa vì vậy nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này Ngoài ra, người được sao thái âm chiếu mạnh sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng giải hạn sao thái âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng, để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn. Hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm quý mão 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tài lộc của quý cô tuổi Giáp Tý trong tháng này khá tốt. Trong không khí háo hức đón Tết Nguyên Đán, hầu hết các quý cô tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao, quý cô rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên nhận được nhiều phần thưởng đầu năm, ví như phong bao lì xì của cấp trên, quà tặng của bạn bè, người thân công việc chuyên môn nghề nghiệp cũng được lợi hơn nhất là khi quý cô biết cách vạch kế hoạch tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm đây là tháng mà quý cô có thể phát huy hết tài hoa và năng lực của chính mình tuy nhiên trong tháng đầu năm quý cô cũng đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn chính vì vậy mà quý cô cần phải cẩn trọng nhiều hơn Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Quý cô tuổi Giáp Tý có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi Giác Tú hung tinh, tính khí của quý cô thay đổi mạnh mẽ, hay lo lắng và nóng tính hơn nên khó được lòng mọi người. Quý cô nên ý thức được lời nói và hành động của mình, cẩn thận hơn trong việc giao tiếp hòa hợp với mọi người xung quanh, đặc biệt là cấp trên. Ngoài ra, tháng này là tháng mão, tháng sung của tuổi bổn mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý cô tuổi giáp tý gặp rất nhiều phiền phức, xui xẻo, đặc biệt quý cô cần chú ý đến giấy tờ quan trọng, hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Sức khỏe không tốt, lời khuyên cho quý cô tuổi giáp tý nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh, cần chú ý, cẩn thận hơn trong tháng này. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984. Bước sang tháng 3 âm lịch vận trình tài lộc của quý cô tuổi giáp tý có phần khởi sắc dưới sự trợ giúp của các tinh thái âm trợ mệnh, những người làm công việc liên quan tới bất động sản, đất đai, có phần thuận lợi, tài lộc cũng có thu, nhưng chưa có được sự dư dã nhiều. Lúc thuận lợi quý cô cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, hay tiêu xài phung phí, kẻo lại làm suy giảm vận trình tài lộc. Tháng này là tháng Bính Thìn tam hợp với quý cô tuổi Giáp Tý, điều này sẽ thúc đẩy nhân duyên vượng sắc, quan hệ xã giao được cải thiện, những người đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác giới, có thể sẽ phát triển thành mối quan hệ bền vững hơn. Sức khỏe của quý cô trong tháng này tương đối ổn định. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tử vi của quý cô tuổi Giáp Tý tháng 4 âm lịch năm 2023 có điểm thăng tiến nhẹ nguyệt lệnh tị hỏa gặp thái tuế mão mộc của năm tương sinh giúp cho vận khí thăng tiến trong tháng này quý cô tuổi giáp tý sẽ có nhiều cơ hội tốt việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn doanh thu sẽ cao quý cô dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ đường tài lộc tháng này của quý cô khá khả quan chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có tuy nhiên trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của quý cô không được lý tưởng chú ý về ăn uống nên đề phòng các chứng bệnh về xương khớp bệnh cũ tái phát Ngoài ra cũng nên chú ý an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984. Bước sang tháng 5 âm lịch, về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi giáp tý có phần xa suốt, từ đó tài lộc cũng không mấy lạc quan. Bị ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng thiếu tập trung, xa suốt. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Ngoài ra, quý cô tuổi giáp tý trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi cục diện ngủ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu, gây ra những chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý, hay xảy ra xích mích với nửa kia của mình. Tháng này, một số người đang kinh doanh, buôn bán, hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự xa sút trong vận may của mình, do đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Không nên tham gia vào các trò may mắn nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Về sức khỏe, chú ý là đi lại cần cẩn thận vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984. Quý cô tuổi giáp tý bước sang tháng 6 âm lịch, đang gặp cục diện tý mùi tương hại, sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều vấn đề phát sinh ràng buộc tiểu nhân quấy phá. Quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho quý cô tuổi giáp tý là, nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình, quý cô có thể giải quyết ổn thỏa công việc và đem về thành quả. Trong tháng này với những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, quý cô cần phải tỉnh táo, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc. Ngoài ra, quý cô trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Bước sang tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Giáp Tý có phần khởi sắc. Tháng này, quý cô tuổi giáp tý lại có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh giúp cho vận trình của quý cô gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc dư giả, có thể đầu tư sinh lời. Tháng có có ngủ hành tam hợp thân tí thìn, trợ mệnh sẽ giúp cho quý cô có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội. Quý cô có thể hợp tác với những đối tác, khách hàng đáng tin cậy, dựa vào kinh nghiệm và nền tảng kinh doanh trước đó, quý cô có thể thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của mình, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai có thể nhìn ra quý cô tuổi giáp tý sẽ có một tháng tốt đẹp. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Bản thân quý cô tuổi giáp tý cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên đức, cơ hội việc làm cho quý cô sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Giáp Tý có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp nên chuẩn bị tốt về tinh thần và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Trong tháng phạm cục diện Tý dậu tương phá, Thái Tuế phạm xung. Nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ trạch hướng. Bản thân quý cô đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu hung tinh giác tú, thiên khốc xuất hiện, điều này làm cho quý cô trở nên nóng tính, cục tính, tranh chấp, tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc, tài lộc chậm. Sức khỏe cũng không được như ý, chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn trong gia đình, kẻo lại gây ra thương tích cho thân thể. Tử vi tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi giáp ký, sinh năm 1984. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của quý cô giáp tý gặp cục diện tý tuất bình hòa, thái tuế hòa hợp với nguyệt lệnh nên mang tới một sự may mắn nhất định. Vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi. Đây là lúc quý cô thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình. Có thể đạt được những bước đột phá lớn trong công việc, trước những thay đổi bất ngờ của cuộc sống, quý cô phải có khả năng thích ứng kịp thời. Dưới sự trợ giúp của sao thái âm, trong tháng này quý cô cần phải biết nắm bắt thời cơ, và phấn đấu để đạt được thành tích tốt nhất, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Về vận trình tài lộc cũng tương đối tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng phù hợp. Đối với những quý cô chưa lập gia đình gặp sao Thái Âm chiếu, sẽ gặp được tình duyên tốt đẹp trong tháng 9 âm lịch này. Bước sang tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tháng 10 âm lịch quý cô tuổi Giáp Tý có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu tuy khối lượng công việc có tăng lên đáng kể nhưng quý cô nhờ vào sự chăm chỉ có óc sáng tạo sự phán đoán chính xác cho nên giải quyết công việc tương đối là tốt quý cô bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ thu được bấy nhiêu thành quả ngoài ra tháng này quý cô cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đừng làm việc quá sức nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi ảnh hưởng tới tiến độ công việc trong những tháng cuối năm Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Quý cô tuổi Giáp Tý trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Tháng này là tháng Giáp Tý, trong tháng có tí thủy phạm hình với cung mệnh lại bị tháng Thái Tuế án ngữ dẫn đến vận khí tiêu hao. Vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quý cô có phần ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý cô Giáp Tý cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Về phương diện tình cảm cũng gặp chút trục trặc do gặp Hoa Cái xuất hiện gây rối rắm. Bước sang tháng 12 âm lịch 2023, đối với quý cô tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, trong tháng 12 âm lịch này, vận trình của quý cô sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Vận trình tài lộc của quý cô tuổi giáp tý được cải thiện đáng kể. Thần tài gõ cửa, giúp cho quý cô thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán, hay là đầu tư về tài chính. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, dù tình trạng cuối năm khối lượng công việc tương đối nhiều, nhưng quý cô có vận quý nhân giúp sức, nhìn chung công việc tương đối là thuận lợi, không gặp phải vấn đề nào quá lớn. Nhìn chung, trong tháng này quý cô tuổi giáp tý có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính hiện tại của mình. Ngoài ra, quý cô cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp, để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Trong tháng này nhân duyên và công việc khá ưng ý, cho nên quý cô không phải lo nghĩ nhiều. Trên đây là tử vi tuổi giáp tý sinh năm 1984 nữ mạng, trong năm quý mão 2023 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình chúc các quý cô tuổi giáp tý năm mới an khang thịnh vượng bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại